Nước miếng có vị cay. Lâu rồi thần mới có dịp đi dạo cùng bệ hạ trong khu vườn này. Mỗi lần đến đây, thần cảm thấy rất thanh thản. Kìa, bệ hạ nhìn xem, cây tùng kia năm trước còn nhỏ xíu, giờ đã cao cả chục thước rồi. Hôm nay trong sắc mặt bệ hạ có vẻ không được tươi. Chẳng hay người có tâm sự gì chăng? Tể tướng, khanh cũng biết rồi còn gì. Mấy hôm nay lên triều, hễ cứ bàn tới chuyện gì là văn võ bá quan mỗi người một ý, tranh luận bàn tới bàn lui mà vẫn chưa chọn được giải pháp nào. Việc phải xem xét chọn lựa những ý kiến của bọn họ khiến ta quá thật là đau đầu. Ôi hoàng thượng anh minh, nhất định người sẽ có quyết định đúng đắn nhất. Người cứ nghỉ ngơi vài hôm cho bớt căng thẳng nào. Ừ, có lẽ phải vậy thôi. Các quần thần mà một lòng một ý giống nhau có phải đỡ mệt cho ta không? Thưa bệ hạ, sẽ chẳng bao giờ có điều đó đâu ạ. Mọi người luôn có những suy tính khác nhau về từng công việc. Họ chỉ suy tính giống nhau khi động tới tư lợi của họ mà thôi. Làm gì có chuyện đó, mỗi người mỗi khác, sao lại có suy nghĩ như nhau được? Ta không tin. Bệ hạ không tin ư? Nếu bệ hạ băn khoăn về điều này, thì ngày mai thần sẽ chứng minh cho người xem. Tiện thể cũng là để bệ hạ thư giãn cho bớt căng thẳng nghe bà. Được, vậy để xem khanh sẽ chứng minh như thế nào nha. Bệ hạ cho thần mượn cái bể chứa nước lớn trong vườn kia. Thần sẽ xả hết nước đi, rồi sẽ lệnh cho quần thần và dân chúng trong thành. Mỗi người phải đem một bình rượu đầy để đổ vào bể chứa đó. Ồ, việc này có thể chứng minh điều khanh nói sao? Thưa vâng, vậy khanh hãy làm ngay đi. Tự nhiên tể tướng bắt chúng ta đổ rượu vào cái bể kia làm gì nhỉ? Triều đình làm gì mà cần nhiều rượu thế nhỉ? Ừ, kể cũng là. Thôi, mau về mà chuẩn bị rượu đi thôi. Hãy cùng thần đến xem bể rượu mà thần thu gom được nhé. Nào, ta đi xem ngươi sẽ chứng minh được điều gì với cái bể rượu đó nha. Dạ, mời bệ hạ thưởng thức rượu mà thần thu gom được. Hả? Rượu gì mà như nước thế này? Mà đúng, toàn là nước, sao lại như vậy nhỉ? Tể tướng, thế này là thế nào? Chẳng phải ngươi bảo mọi người đổ rượu vào đây, sao bây giờ lại toàn là nước vậy? Ồ, quả thật không nằm ngoài dự đoán của thần. Xin bệ hạ đừng trách tội dân chúng. Đó là điều thần muốn chứng minh với bệ hạ. Được, vậy ngươi hãy nói xem, tại sao lại như vậy? Ồ, điều này thì phải hỏi chính những người dân, bệ hạ sẽ rõ. Người đâu? Hãy đi bắt vài người dân lên đây. Dạ, tuân lệnh tể tướng. Các ngươi có biết các ngươi bị bắt vì tội gì không? Dạ, xin tể tướng tha mạng. Xin tể tướng tha mạng, tiểu dân trót dại đã không làm đúng theo lời ngài, đã đổ nước vào bể rượu ạ. Các ngươi thật to gan, các ngươi tưởng qua mắt được ta sao? May mắn cho các ngươi là hôm nay ta rộng lượng không trách tội. Nhưng các ngươi phải nói thật, tại sao lại làm như vậy? Dạ, thưa ngài. Tiểu dân làm vậy là vì nghĩ rằng cả một bể rượu thì rất nhiều. Nếu mình đổ một bình nước vào đó thì cũng như muối bỏ bể, sẽ không ai biết được ạ. Dạ, tiểu dân cũng nghĩ vậy ạ. Trọng hiểu rồi, hóa ra là khi động tới lợi ích, người ta đều nghĩ như nhau. Tể tướng à, khá khen thay, khanh đã cho ta thấy một điều rất thú vị. Dạ, đa tạ hoàng thượng. Chiếc bát đáng giá thật sự. Phong là một nhiếp ảnh gia tự do, đồng thời là một người vô cùng say mê thu thập cổ vật. Dù không nghiên cứu chuyên sâu, nhưng trong mỗi chuyến đi chụp ảnh,
Anh có sở thích tìm kiếm và sưu tầm những món đồ cổ. May sao mấy hôm nay thời tiết đẹp, chụp ảnh khá là suôn sẻ. Đến tối nay rửa ảnh ngay là kịp dự thi triển lãm ảnh sắp tới rồi. Chắc phải nghỉ uống nước một lát, phải 1 giờ chiều mới có xe về. Cậu nhiếp ảnh ngồi đi, uống trà nóng nha. Chắc là đợi xe về xuôi hả? Dạ, bác cho cháu xin 1 cốc trà. Dạ, em chào anh ạ. À, em chào anh. Chào hai nhóc. Bác bán trà xuyên cả trưa luôn hả bác? Trà ngon thế này, chắc bán đắt khách lắm hả? Chủ yếu là khách du lịch ghé uống thôi à. Tôi tranh thủ bán thêm một lát, về ăn trưa qua loa, rồi chiều còn ra đồng xem ruộng lúa mới cấy. Chiếc bát này... Wow, quả đúng là một cổ vật, một loại gốm sứ rất quý và lạ. Cậu nhiếp ảnh xem gì cái bát đựng bã trà của tôi vậy? Bác có một chiếc bát thật đáng giá. Loại men sứ này, hoa văn này, cháu mới được nhìn thấy một lần ở bảo tàng cổ vật hiếm. Đây là lần đầu tiên cháu được tận tay sờ vào. Bác có thể bán cho cháu không? Giá bao nhiêu cháu cũng mua. Hả? Cậu đùa tôi hả? Không, cháu hoàn toàn nghiêm túc, không dối gì bác. Cháu rất mê các món đồ cổ, bác hãy ra giá đi ạ. Chiếc bát của tôi là vô giá. Bác bán cho cháu nha, chứ để đựng bã trà thế này thì thật là uổng phí lắm. Bác đòi bao nhiêu cháu cũng trả. Thôi thôi, tôi đùa đấy mà. Chiếc bát này là do chồng tôi lượm được. Đựng cơm thì lớn, đựng canh thì nhỏ, nên mới đem ra đựng bã trà thôi. Cậu thích thì cứ lấy, không cần phải tiền nong gì cả. Bà nhà tôi nói đúng đấy, chiếc bát này tôi lượm được ấy mà. Cậu cứ lấy đi, đừng có ngại. Đồ cổ, đồ quý gì đâu chứ. Cháu tin vào mắt nhìn của mình, chiếc bát quý như vậy, sao cháu có thể lấy đi không? Cậu nhiếp ảnh gia thấy ngại thì chụp cho gia đình tôi 1 tấm ảnh là được rồi. Cậu chụp ảnh chắc là đẹp lắm có phải không? Đúng đó, anh chụp ảnh cho cả nhà em nha. Vậy cả nhà đứng tạo dáng đi ạ. Mình để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm định mở triển lãm đợt tới. Nếu giám định chiếc bát có giá trị hơn thì mình sẽ quay lại trả thêm cho gia đình họ. Anh ơi, đây là địa chỉ nhà em. Anh rửa ảnh xong thì gửi lên đây anh nha. Nhất định anh sẽ gửi sớm. Chào hai nhóc. Cháu chào hai bác, cháu về đây ạ. Cậu đi đường an toàn nha. Đúng là một chuyến đi quá tuyệt. Không chỉ hoàn thành bộ ảnh dự triển lãm mà còn có được chiếc bát đáng giá này. Dù dốc hết tiền tiết kiệm ra, mình cũng không thấy uổng. Đây hẳn là chiếc bát men sứ quý nhất bộ sưu tập của mình. Phải chia sẻ cho bạn bè cùng biết mới được. Đây là lần đầu tiên cậu được món đồ cổ mà Phong thích thú đi khoe khắp bạn bè. Những người bạn không chuyên có sở thích sưu tập đồ cổ. Đồ hiếm đây. Săn ở đâu đó? Wow, chiếc bát độc quá. Hôm nào cho anh em đến chiêm ngưỡng tận mắt nha. Đã xác định được niên đại chưa cậu? Niên đại chiếc bát hẳn phải mấy nghìn năm. Đem đi giám định là ra ngay thôi. Trước hết phải gửi ảnh chụp bữa trước lên cho gia đình nhà họ đã. Chắc hai cậu bé đang mong lắm. Chúc gia đình mình luôn gặp những điều tốt lành nhất. Ký tên Minh Phong. Chưa giám định, nhưng mình cá niên đại sẽ không dưới 2000 năm. Cậu Phong, rất tiếc là không có niên đại nào hết. Anh nói vậy là sao? Chiếc bát này được ngụy tạo lớp men sứ cổ, hoàn toàn là đồ giả. Để tôi chỉ cho cậu xem những dấu vết làm giả. Thật ra việc làm giả này rất khó nhận biết, nhất là khi không có chuyên môn. Cậu có mất nhiều tiền để mua chiếc bát này không? Lần sau tẩu đồ cổ nên cẩn trọng, có giấy giám định đàng hoàng. Việc này không tùy hứng như vẽ vời hay chụp ảnh được. Thôi, xin phép anh, tôi có việc phải về ngay.
Kìa. Ôi trời ơi, thằng Phong gà mờ quá, bỏ ra tiền hàng chục triệu cho cái bát đựng bả trà ấy đấy. Cứ như chuyện cười ấy nhỉ. Tiền mất tật mang, đám bạn cười nhạo mình đá đành, nhưng về cái bát tầm thường này mà bỏ ra từng ấy tiền thì thật là phí phạm mà. Cũng chỉ trách mình tay ngang với tậu phải đồ giả. Chính chủ nhà còn nói đó chỉ là cái bát lượm được, giá như lúc đó mình không để lại số tiền ấy có phải tốt hơn. Ôi trời ơi, mình thật là quá ngốc đi mà. Ừ, mà đúng rồi, họ có vẻ rất dễ tính. Mình lên trên đó nói rõ mọi chuyện, chắc họ sẽ trả lại cho mình số tiền thôi. Chứ bây giờ mấy chỗ mình cộng tác, họ đều đang dừng dự án, đợi vụ triển lãm có kết quả thì cũng phải cuối năm rồi. À, đúng là địa chỉ này rồi. Ngôi nhà lá siêu vẹo này mà cả bốn người ở. Tôi đã lấy 5 triệu trong số tiền cậu nhiếp ảnh để lại đóng học cho thằng Su và thằng Bang rồi. Ừ, cậu nhiếp ảnh đó cứ như cứu tinh của nhà mình vậy. Nhưng tôi tính rồi, sắp tới nhà mình phải bán con bò với vay mượn thêm, gom đủ lại đủ tiền gửi trả cho cậu ấy. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của người ta, mình không thể vì khó khăn mà lấy dùng được. Ôi, anh Phong, đúng là anh Phong rồi. Anh ơi, chúng em cảm ơn anh. Mẹ em bảo nếu không có số tiền của anh để lại thì năm nay chúng em phải tạm nghỉ học rồi. Đi học vui lắm, thích lắm. Em không muốn nghỉ học chút nào. Em muốn học lên tận đại học, được như anh Phong cơ. Ôi, cậu Phong hả? Cậu vào nhà đi. Ừ, cháu chào hai bác. Cháu lên thăm hai bác và em đây ạ. Ừ, số tiền cháu để lại, hai bác hãy nhận cho cháu được vui ạ. Chiếc bát của nhà mình thật sự là một chiếc bát cổ rất có giá trị ạ. Cậu nói thật đó chứ? Dạ, cháu đã đi giám định đàng hoàng rồi. Chiếc bát còn đáng giá hơn thế nữa kia ạ. Cháu không bị thiệt thòi chút nào đâu ạ. Anh Phong ơi, chúng em hứa sẽ luôn học chăm chỉ, thật giỏi, học lên tận đại học để được giỏi như anh. Anh nhớ ghé lại thăm chúng em nha. Ừ, nhất định rồi, anh sẽ lại ghé thăm các em. Chiếc bát cổ giả ấy, Phong vẫn bày lên tủ đồ gia đình, mặc cho nhiều người chỉ trỏ, nghi kỵ về sự thật giả, bởi đối với anh, giá trị của nó là vô giá. Những đứa trẻ ở Meuri. Tuyết rơi dày quá thế này thì làm sao chúng ta về kịp để tổ chức sinh nhật cho Mary được đây? Chết thật, anh không nhìn thấy được, thành xe có vấn đề gì thế này? Ôi không! Ôi không! Một thời gian sau. Anh Bello ơi, em đói quá. Mary, để anh đi nấu gì đó cho em ăn nha. Gắng chờ anh một chút nha. Hết mất bột mì rồi. Ba Lô, Mary, Peter à, các cháu có ở nhà không? Bác mang bánh cho các cháu nè, vừa mới làm xong, vẫn còn nóng hổi đó nha. Nào, nhanh nhanh nhanh, lại đây, ăn bánh đi nào các cháu. Ba Lô à, tay của cháu sao thế kia? Dạ, anh cháu bị cây đổ xuống khi ra ngoài dọn tuyết để đổi lấy đồ ăn cho chúng cháu, bác Hanen. Tội nghiệp ba đứa quá, cha mẹ chúng đột ngột mất để chúng phải côi cút như thế này. Mà này Maria, một người bạn của bác muốn nhận nuôi cháu, nhà họ đang muốn có một cô con gái, cháu tính sao? Cháu yên tâm đi, bạn của bác rất tốt, đến đó cháu sẽ có nhiều điều kiện, được học tập đầy đủ. Sau này cháu có thể giúp đỡ được anh và em của cháu. Mary, như thế cũng rất tốt. Ở với anh và Peter, em đã quá vất vả rồi. Anh bao lo à, nhưng mà em... Không nhân nhị gì hết. Bác Helen,
Cháu sẽ nói để Mary hiểu, em ấy sẽ đồng ý thôi ạ. Ừ, bác cũng nghĩ như thế là tốt hơn cả cho các cháu. Vậy nha, lát bác sẽ về gọi điện cho bạn của bác. Chắc là cô ấy sẽ tới đón Mary sớm thôi. Mấy hôm sau, anh ba lô. Ủa, Peter, em vẫn chưa đi ngủ hả? Em nhớ chị Mary quá à. Anh cũng vậy. Mary đã sang đó được hơn một ngày rồi. Không biết nhà họ có đối xử tốt với em ấy không nữa. Mai anh phải đưa em đi thăm chị ấy. Không là em không chịu đâu. Anh ba lô, Peter. Mary, sao em lại quay về đây được? Em hỏi được rồi tự chạy về nhà. Em không ở đó nữa đâu. Em ở đó tốt hơn nhà chúng ta mà. Tốt đến cỡ nào mà không có anh và Peter thì em cũng không chịu đâu. Em xin anh đừng bắt em phải quay lại đó nữa mà. Thôi đi nào Mary, nín đi em. Em vào nhà sưởi ấm đi, trong em lạnh quá rồi. Anh hứa đi, sẽ không bắt em phải đi đâu nữa nha. Được rồi, Mary, nhất định là anh sẽ không bảo em tới đó nữa. Từ giờ, ba anh em mình sẽ không bao giờ xa rời nhau. Mấy hôm sau, Mary, Peter, hôm nay có người thuê anh dọn tuyết, nên anh đã có tiền mua bánh cho hai đứa đây. Những chiếc bánh tạm bơ vẫn còn nóng hổi cho hai em đây. À, Mary, có chuyện gì vậy? Peter nhà mình, em ấy cứ nằm ly bì à. Em gọi thế nào cũng không dậy. Thôi chết, Peter bị sốt rồi. Em ở nhà để anh cổng đưa Peter đến bệnh viện khám nha. Dạ vâng, em cháu sao rồi ạ? Thế cháu không còn ai thân thích nữa hả? Dạ, bố mẹ cháu mới chuyển đến vùng này sinh sống. Nhưng chẳng may bị tai nạn mất rồi. Giờ chỉ có ba anh em cháu ở với nhau thôi ạ. Tội nghiệp cháu, nhưng mà trước mắt tình hình của Peter khá nghiêm trọng đấy. Hả? Nghiêm trọng là sao ạ? Giờ đây chúng tôi phải gấp rút tiến hành lọc máu để thay, may ra thì mới giữ được tính mạng. Và hơn thế nữa, chi phí cho lọc máu cũng khá là tốn kém. Bác sĩ, vậy bây giờ phải làm sao đây ạ? Xin bác hãy cứu lấy em cháu với ạ. Hoàn cảnh của các cháu khá đặc biệt. Để ta thử đề bạt lên giám đốc bệnh viện xem thế nào nha. Có thể tiền truyền máu sẽ được giảm, nhưng phải chờ phản hồi nên không nhanh được. Bác sĩ, bác sĩ hãy lấy máu của cháu đi ạ. Nhìn cháu cũng không được khỏe lắm. Nếu lấy máu của cháu bây giờ, cháu có thể bị choáng nặng đấy cậu bé à. Không, cháu không sợ. Cháu xin bác, hãy lấy máu của cháu nhanh lên, kẻo không kịp mất ạ. Thôi được rồi, cũng chả còn cách nào khác. Cháu theo ta vào trong để kiểm tra nào. Thôi chết. Ba lô, hãy cứ nằm đó nghỉ đi đã. Không được bác sĩ ơi, ở nhà cháu còn có một đứa em gái 5 tuổi nữa ạ. Cháu đưa Peter đi khám từ hôm qua đến giờ, Mary ở nhà một mình ạ. Tội nghiệp những đứa trẻ này quá. Mình phải làm gì để giúp chúng đây? Hay là... Tòa soạn nói sao ạ? Rất nhiều gia đình đã tìm đến ba anh em, nhưng tới giờ vẫn chưa có đứa trẻ nào được nhận nuôi ư? Tại sao lại thế? Anh ba lô ơi,
em sẽ không đi đâu mà thiếu anh với cả Peter nữa. Em cũng vậy. Được rồi, được rồi, anh đã hứa rồi mà, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Chào các cháu. Bác sĩ Mikon, sao bác lại biết nhà chúng cháu ạ? Sao lại không chứ, ta còn biết rằng từ nay các cháu sẽ có cha mẹ. Thế là sao hả bác? Nghĩa là từ giờ cả ba cháu sẽ là con của ta. Ta sẽ thay cha mẹ các cháu nuôi dưỡng và yêu thương các cháu như con của mình. Các cháu có đồng ý không nào? Bác nói sao? Cả ba chúng cháu luôn ạ? Nhưng ta nói trước là ta rất bận rộn đấy. Các cháu có chấp nhận một người cha bận rộn không? Cha! Người con thế thân. Những file âm cô gửi tôi đã nghe rồi. Giọng của cô rất giống với Minh Khuê vợ tôi. Cô ấy có một giọng nói rất truyền cảm, đã thu hút tôi ngay từ lần đầu nghe. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể giả được giọng của cô ấy. Với lại công việc này cũng là nghề của tôi mà, anh cứ yên tâm. Đây là bản hợp đồng tôi đã soạn sẵn rồi, giờ cô xem có gì thắc mắc thì hỏi tôi nha. Nhưng vì sao anh lại muốn tôi giả giọng của vợ anh để gọi về cho mẹ của cô ấy? Phải chăng giữa Minh Khuê và mẹ cô ấy đang có vấn đề gì khó giải quyết hả? Minh Khuê và mẹ cô ấy chẳng có xung đột gì hết. Họ rất yêu thương nhau. Nhưng bởi vì... bởi vì cô ấy đã ra đi sau tai nạn giao thông chiều hôm ấy, nên cô ấy phải bỏ lại tất cả những dự định, những ước mơ còn đang dang dở của mình. Minh Khuê là một người vợ tốt, người con hiếu thảo. Vậy mà... bà đang ốm, sao không vào trong nằm nghỉ đi mà lại ra đây làm gì thế? Nằm hoài tôi cũng không thấy khỏe hơn, nên tôi ra đây lấy hình con tôi xem. Tự nhiên tôi thấy khỏe hẳn ông ạ. Alo, Khuê hả ông? À không, họ nhầm số thôi bà ơi. Dạo này con nó có vẻ bận ông ha, chẳng thấy nó gọi về cho tôi lần nào cả. Mẹ của Khuê rất thương Khuê, nên tôi và bố Khuê không dám nói sự thật cho bà biết. Bà hiện đang ốm, nên tôi nghĩ là do bà quá nhớ con nên mới thế thôi. Anh yên tâm đi, tôi làm việc rất chuyên nghiệp. Anh cứ chuyển tiền trước vào tài khoản cho tôi, chiều nay tôi sẽ lập tức gọi cho bà ngay. Là cái Khuê bà à? Mẹ ơi, mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nha mẹ. Mẹ nhớ rồi, con cũng vậy nha. Một thời gian sau. Gọi 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 hoài. Bà nghĩ ai cũng rảnh rỗi như bà chắc. Alo, con nghe đây. Mẹ gọi có gì không? Mẹ gọi hỏi thăm con thôi. Con ăn gì chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ nha con. Con vẫn ổn, con đang có việc bận lắm. Khi khác con gọi lại cho mẹ sau nha. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nhờ mẹ giúp đỡ. Con đang cần 50 triệu để đầu tư kinh doanh. Mẹ cho con mượn được không ạ? Con mình đang cần, mình thì có, nhưng không dùng đến. Để con vay ngoài sẽ phải chịu lãi suất cao mà thôi. Dù sao của cải của mình sau này cũng sẽ để lại cho con mà. Có phải cô lấy 50 triệu của mẹ Khuê để mua chiếc túi này không? Tôi tự kiếm ra tiền để mua mà. Cô đừng ngụy biện nữa, cô đúng là kẻ hám tiền. Tôi lấy thì đã sao, anh có quyền gì mà la mắng tôi hả? Nếu anh muốn bà ấy tức chết vì biết chồng và con rể lừa dối mình, thì cứ tiếp tục thể hiện thái độ đó với tôi đi. Khuê ơi, anh phải làm gì đây? Anh không thể cứ lừa dối mẹ mãi được. Mẹ Khuê thì quan tâm Khuê, chứ mẹ Khuê làm sao quan tâm Mai anh được. Tôi thật sự ganh tị với cô đó Khuê à. Tuần sau là sinh nhật của con, con muốn được tặng gì nè con gái? Ơ, sao mẹ biết? À con nhầm, mẹ vẫn nhớ sao ạ? Nhớ chứ, con của mẹ mà.
mẹ sẽ gửi những món ăn mà con thích đặc biệt là mứt mãn cầu nha mẹ. Mẹ biết làm mứt thơm không mẹ? Mẹ biết chứ, con muốn ăn hay sao? Dạ không, con chỉ hỏi thế thôi. Thật trùng hợp, tôi và cô lại có cùng ngày sinh nhật với nhau. Để tôi mở hộp giúp cô nha. Đầu tiên là món mứt mãn cầu mà cô thích nhất, nhưng tôi thì không. Quà thì nhiều, nhưng có món nào dành cho tôi? Cô sướng thật á. Chẳng buồn cho tôi, chẳng ai nhớ sự tồn tại của tôi cả. Ngày sinh nhật của mình được nhận quà, nhưng lại không phải là của mình. Hả? Mứt, mứt thơm sao? Bà ấy vẫn nhớ à? Hôm nay là sinh nhật công chúa nhỏ của mẹ, nhưng mẹ lại không có tiền mua bánh kem, con có buồn không? Dạ không ạ, con chỉ cần mẹ thôi. Nhưng mà mẹ có món này tặng cho con nè. Mứt này mẹ làm là tuyệt đối ngon hơn cả bánh gato luôn á. Wow, ngon quá mẹ ơi. Sau này năm nào sinh nhật con, mẹ cũng làm mứt thơm cho con ăn nha. Từ ngày mẹ mất, không còn ai làm mứt thơm cho mình ăn nữa. Từ ngày mẹ mất, chẳng còn ai dặn dò mình ăn uống đúng giờ và được thức khuya. Từ ngày mẹ mất, chẳng còn ai tha thứ mọi lỗi lầm cho mình. Mẹ ơi, con nhận được quà của mẹ rồi. Mẹ làm món nào cũng ngon hết á. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn cái gì không biết nữa à. Ăn hết thì cứ nói mẹ gửi thêm cho ha. Dạ, mặc dù mẹ làm ngon, nhưng con không muốn mẹ phải cực đâu. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Mẹ mà ốm là con xót lắm á. Con có gửi về ít quà, mẹ và bố nhớ uống nha. Đây là tiền lương tháng này của cô. Bố tôi nói dạo này mẹ vợ tôi có vẻ rất vui khi nói chuyện với cô. Chắc cô có vẻ nhẹ nhàng và quan tâm hơn, khác hẳn với lúc trước đây. Chứ còn sao nữa, mẹ của tôi mà. Mà tiền lương tháng này tôi không lấy đâu. Tôi sẽ trả lại dần số tiền 50 triệu đồng kia cho anh nha. Cô bị làm sao thế? Alo, con nghe bố ạ. Bố nói sao? Bệnh của mẹ đang chuyển nặng, và mẹ muốn gặp cô ấy ư? Gặp tôi sao? Mẹ mệt lắm rồi, chắc không đủ minh mẫn để nhận ra cô đâu. Thưa mẹ, con mới về, mẹ thấy trong người sao rồi hả mẹ? Cảm ơn con đã ở bên cạnh cô trong suốt thời gian qua. Mẹ ơi, con là Khuê này. Con không cần phải che giấu nữa đâu, cô đã biết hết mọi việc rồi. Con xin lỗi cô, nhưng sao mà cô biết được ạ? Con không có lỗi, và mọi người cũng như vậy. Tất cả đều chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cô biết là vì con bé Khuê nó bị dị ứng với thơm mà. Từ bé cô chưa cho con bé ăn lại lần nào, sau một lần phải đi bệnh viện cấp cứu. Mẹ ơi, mẹ cho phép con được gọi tiếng mẹ. Thời gian qua con nhận được sự quan tâm chăm sóc của mẹ, con đã hạnh phúc biết bao. Xin mẹ, xin mẹ cho con cơ hội được làm con gái của mẹ. Mẹ mau chóng khỏe lại nha mẹ. Mẹ đừng làm con sợ mà. Mẹ không qua nổi rồi. Thời gian qua mẹ cũng cảm ơn con rất nhiều. Con gái của mẹ, mẹ cũng thương con rất nhiều. Mẹ ơi, sự tích thần tài. Ngày xưa trên thiên đình, Ngọc Hoàng thường tổ chức tiệc bàn đào mỗi năm một lần. Vị thần nào cũng được mời lên dự tiệc. Ai ai cũng say sưa trong tiệc rượu và tiệc ca hát của những nàng tiên xinh đẹp. Trong đó có thần tài, vị thần chuyên quản lý tiền bạc của cải. Ôi trời ơi, trông ông ta như phường chèo đi diễn kịch ấy. Cái này bán đi chắc được nhiều tiền lắm đây. Thấy bộ quần áo lạ lùng kia,
chắc cũng bán được giá đấy nhỉ. Hả? Tôi là ai? Đây là đâu mà lạ thế này? Ôi, sao đầu tôi đau quá. Ôi trời ơi, thì ra là một lão ăn mày ngớ ngẩn. Ôi, đói quá. Hả? Bánh gì trông ngon quá. Này, ông định ăn trộm cắp gì ở đây hả? Tôi đói quá. Muốn ăn thì phải đưa tiền đi. Hả? Tiền là cái gì vậy? Trông nó như thế nào? Tiền mà ông cũng không biết là gì sao? Rõ là ngớ ngẩn. Đi ra chỗ khác để tôi còn bán hàng. Ôi thơm quá. Mùi gì mà thơm quá. Trời ơi, thiếu thế này không vứt đi, ông còn để đây làm gì? Tại tôi tiếc của, vẫn ăn được mà. Vịt ra còn ế đầy ra kia, có ai mua đâu mà ông tiếc đống thiêu thối này chứ. À, đã không có người mua rồi, cái mụ bảo ấy còn mở thêm hàng vịt đối diện để cạnh tranh, mà lại còn bán rẻ hơn, bực thật đấy. À, thì ra là ở đây. Ông muốn mua vịt quay phải không? Vịt nhà tôi ngon lại rẻ, ông lấy mấy con? Tôi không có tiền, làm thế nào để ăn được vịt quay? Tôi không biết tiền là gì. Thì ra là một tên ngớ ngẩn, cút đi cho người ta còn bán hàng. Tôi đói lắm, từ sáng đến giờ tôi chưa được gì vào bụng cả, xin ông thương tình. Ông vào đây, tôi cho mấy miếng thịt vịt nè. Hả? Bà nói thật ư? Trời ơi, bà điên à? Hơi đâu lại đi cho không vịt chứ? Ôi, đời nào tôi cho hắn vịt mới chứ? Kìa, cái bát thiêu thối kia của ông không ăn được thì cho hắn ăn hộ, chứ đổ ra ngoài đường người ta cũng mắng cho. Ôi, ngon quá đi. Trần đời, ta chưa từng ăn món vịt nào ngon đến vậy. Đấy, vịt quán nhà của tôi có mùi vị đặc trưng, thơm ngon lắm. Ông cứ xời hết chỗ đây đi nha. Hiếp, thiêu thúi ra còn khen ngon. Cho tôi một phần vịt quay. Có khách kìa. Tôi lấy 2 phần vịt quay, để tôi 3 phần nha. Tự dưng lại đông khách thế ông ơi, khéo bán hết đống vịt tồn từ hôm qua nữa đó. Trời ạ, tôi lại đói quá. Nè, hôm qua ông được ăn miễn phí nên hôm nay quen mùi đến hả? Nhưng tôi... Đi đi, để tôi bán hàng nha. Chưa bán được gì, mới sáng sớm đã tới ám rồi hả? Đừng đánh mà. Cái ngữ muốn ăn quỵt tiền này, biến đi. Chỗ làm ăn của người ta, của đâu mà đi làm từ thiện lắm thế hả? Sao hôm nay chẳng có ai tới mua vịt như vậy? Đã thế, hôm qua đắt hàng nên hôm nay mổ rõ lắm vịt, phen này lại ế rồi. Cho tôi 3 cái bánh bao. Tôi 5 chiếc nha. Ông xem lạ chưa kìa, quán bánh bao kia mọi hôm ế chổng ế chơ, vậy mà hôm nay đông đúc lạ thường, lão ăn mày cũng tới ăn nữa kìa. Thật trùng hợp. Hôm qua lão ăn mày đến quán ta thì đông khách, hôm nay tới lượt quán bánh bao. Chẳng lẽ lão ăn mày đó đem lại may mắn? Lại đây, tôi cho ông ăn vịt quay, chả hơn nhiều cái bánh bao chay này à. Ôi trời ơi, con không mau mang vịt ế ra cho lão ăn à. Vậy là sáng hôm sau, vợ chồng lão Dần lại lôi kéo thần tài về quán của mình. Nhưng họ chỉ cho thần tài ăn đồ thiêu từ hôm trước. Nè, sao ngày nào ông cũng lôi lão ta vào ăn thế? Bà ngốc lắm, bà không để ý lão ta mang lại may mắn cho mình à. Hôm nào có hắn ngồi ăn là y như rằng mình đắc hàng. Đấy, hôm qua lão không tới, có phải ế khối vịt không? Cũng đúng ha. Khách hôm nay phải gấp 8-9 lần hàng ngày. Nhưng mà... vậy ư? Mà chỗ vịt chúng ta cho lão ăn toàn là đồ thiêu thối, có thiệt đâu mà bà sợ.
Quái lạ, sao tự dưng mấy hôm nay quán lão dần lại đông người đến mua vịt thế kia chứ? Ngon, ngon. Trời ơi, sao vịt ôi theo thế này, ông cũng ăn được hả? Những thứ này không ăn được ư? Trời đất ơi, sao vợ chồng họ lại đối xử với lão ăn mày như thế này chứ? Đi theo tôi dẫn ông sang quán của tôi nha. Ôi trời ơi, ô hay, sao khách cứ đi hết thế này? Lão ăn mày đi đâu rồi? Ông ơi ông xem kìa. Hóa ra bà ta âm thầm sang đây còn cướp lão ăn mày may mắn kia của chúng ta. Bao đôi lão kia về quán mình thôi. Nè, ông cứ ăn nhiều vào nha, quán tôi còn nhiều vịt lắm. Chặt tôi thêm 2 con vịt. Dạ, có ngay. Bà dám sang tận quán tôi cướp người của chúng tôi hả? Tôi không có cướp à. Chẳng qua tôi chỉ bất bình khi thấy hai người cho ông ấy ăn đồ bỏ đi thôi. Lôi ông ấy về quán mau. Không được, hai người không thể lợi dụng ông ấy mãi như vậy được. Thả tôi ra. Thôi chết. Ta đang ở đâu thế này? Trời ơi, may quá trời, ông tỉnh lại rồi. Ông có làm sao không? Ta nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Ta vốn là thần tiên trên thiên đình, cai quản sự may mắn và tiền bạc cho nhân loại. Con lạy thần tài. Bẩm thần tài, vợ chồng chúng con tuy không biết ngài là ai, nhưng thấy thương ngài nên thời gian qua đối xử với ngài rất tốt. Chứ không phải cho ta ăn đồ ôi thiêu rồi nói dối đó là mùi vị riêng ư? Các người nên nhớ, một khi đã làm ăn gian dối, đối xử tệ bạc với người, thì cả đời này các người cũng đừng mong may mắn tiền bạc đến với mình. Còn bà, đã có lòng đối xử tốt với người gặp hoạn nạn, ta rất ghi nhận. Từ nay bà hãy cư xử đúng mực, ta sẽ ban may mắn lại cho bà. Con đổi ơn ngài. Ngày thần tài bay về trời cũng chính là ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch. Do đó cứ hàng năm, hàng tháng, nhà nhà, mọi người đều lấy mùng 10 làm ngày vía thần tài. Cũng kể từ đó, mọi người coi thần tài như là báu vật và họ lập bàn thờ, tôn thờ ngài để cầu mong có thể làm ăn buôn bán thuận hòa, phát tài, phát lộc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!